đứng ở ngoài mình đi du lịch hai chiếc nha. Cam này tao chạy một tay luôn nè. Đó, cam chạy một tay luôn nè. Yeah.
rồi, mình tới Đậu Khỉ rồi nha các bạn nha. Lên cái cọc cây kìa. Để Hiệp Hiệp lên cột bo nha các bạn. Điện đó, lấy điện thoại điện đó ra. Để anh Táo mình lên nút đó. Còn chiếc ôi kia nữa các bạn, người kia còn chiếc nhỏ. Rồi. Ủa này không có con khỉ nào hết. Ủa cái này anh Tám ơi, cái này nó xẻ nước chuẩn bị qua xẻ nặng lắm. Trời không nổi. Trời ơi nè, nước nó tẹt, anh chạy dần máy của anh đâu có đâu. Em dò máy của anh không có mía nào. Mà máy này đùng nó tẹt lên tới trên cái bửng luôn. Để anh Tám ở đây ảnh nhầm cái ảnh có cái hiệu gì đó. Hả? Có không? Gõ chuông cái gì lên. Anh lớn ơi. Lên đòi cuộc chứng minh thăm anh nha. Đây, đi lên chỗ uống nước. Ủa anh lớn đâu rồi? Đi vô chào. Ôi khỉ nay không có con nào về. Nắng quá nó vô trong hết rồi. Nắng quá. Muốn khỉ ra không? Có gì đâu nè, nghe nè. Cái đèn cái đu nó giống gì đâu mà. Rồi anh em ra tham quan đường sát Phước An nha các bạn. Sát Phước An này là đường sát Phước An nha. Mình ai nghe có nghe không? Có nghe là đường sát Phước An chưa? Một thần nuôi dịch cộng á. Thủy ơi. Thủy ơi. Thủy ơi. Uống cà phê. Thôi. Cắt đi. Gọi cái gì? Không. Đúng điện qua tội nghiệp. Mua cạc điện em. Nãy hồi sáng ông điện thì nó đang cho ăn cái. Vô đây chút xíu nó ra cái gì đó. Rồi vô đây anh ơi. Nó đi rồi vậy. Nó về hả? Trời ơi. Thứ gì ta? Đây là ông chủ anh các bạn. Đây là anh lớn chốt trưởng. Ảnh vô ngồi uống nước nè mấy chị. Vô đây ngồi. Chụp thôi. Có trà ra chưa? Bánh này là vợ em làm nên lớn. Bánh làm á. Mà điều ngon dở gì ăn thì nó có cái hình cái bánh đó nhưng còn ngon dở là không biết. Chắc bữa nay có con mà kẹt không? Bữa mày giả đi luôn hả? Đi rồi. Đi rồi. Còn chứ tao nghĩa rồi chứ. Mấy anh này là cùng ở đơn vị trên xe đòn á anh lớn còn cũng hư hết rồi nhưng mà nay thì mấy ảnh đưa cho bà xã đồ đi tham quan thị xác. Còn anh đây anh lớn chốt trưởng đây. Cái nhà này mà bán được chắc bán thì tiền không ta không này đó cắt mấy tỷ anh tỷ mấy anh lớn năng lượng xài chưa? Ủa đây đang xài năng lượng luôn hả? Thấy đang để kia không? Đủ sao?
nó sợ mấy lạnh nổi không? Ê, quên tủ rồi, tủ lạnh nổi không? Lạnh nổi rồi. Nè. Nó thắp sáng rồi. Vô TV quạt rồi. Muốn về xong đi. Mình xin phép các bạn mình cúp cái video này nha. Video dài quá coi cũng ngán ha.